Chào các bạn, hôm nay mình xây dựng xong cái hệ thống xem Mica cộng trên website của mình. Thì tránh cho việc xe rộng rãi á, thì mình đã làm một hệ thống đăng nhập thế này. Ở đây mình sẽ quản lý user và password. Ví dụ trường hợp đây là trường hợp tài khoản hết hạn nè. Ở đây đó, mình sẽ check rất là kỹ mấy cái vụ mà điền user password. Ok. Khi mà bạn chưa có tài khoản, bạn có thể bấm đăng ký. Ví dụ đây mình đăng ký một tài khoản, ví dụ như là test 345. Cái việc đăng ký này cũng phải bắt các bạn phải nhập đầy đủ họ tên vào để mình vừa quản lý thôi, không có gì hết. Ok, như vậy đăng ký thành công. Rồi mình sẽ đăng nhập. Khi vừa tạo tài khoản xong á thì không thể nào mà đăng nhập được, bởi vì tài khoản này chưa có ai sử dụng, thì mình cần phải kích hoạt nó. Test, dụ mình cho nó một ngày để test. Ok rồi, như vậy là đã xong. Ở đây các bạn cũng có thể sửa đổi mật khẩu cũng như là thay đổi một số cái thông tin cá nhân của mình nếu cần thiết. Nhưng mà mục đích của chúng ta vẫn chỉ là xem ca cộng. Tôi mua bộ đồ này hết mấy trăm ngàn. Nếu có mặc nó, xem họ sẽ nghĩ rất buổi là diễn tốt. này rất đáng đi. Nếu tôi trả nó cả HD lẫn SD. Mình thì không liệt kê hết tất cả kênh ra để cho nó loãng, bởi vậy vì không mục một cách nào chính khác. Tôi đang vẫn quăng nó là ra sau nhà. xem ca cộng mà thôi, Phim chỉ là vì chuyện nội dung nhỏ. ca cộng khá là Bộ đồ này làm khoáng bằng kiến nhựa. trên mạng hiện nay. Cô chưa mặc Rồi bạn có hoặc thể mà đăng đem. xuất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.